quá. Tôm bên này này cá nè. Tôm cá. Hai miếng thôi à. Dạ miếng thôi, rất là thêm nữa. Thì đó, như nè, hai miếng thôi. Giờ bắt đầu tiên. Có lết có rồi. Tôm. Hai con hả? Hai một con. Hai con ăn gì? Dạ. Nè. Ăn cái no luôn. Ừ, ăn cái no luôn. Có ghẹ. Ừ dạ. Oyster. Gheo. Hả? Gheo. Vậy anh cắt dĩa gheo đi phải không? Dĩa gheo được rồi. Ờ, dĩa gheo nữa. Bỏ chung. Dĩa gheo bỏ chung. Hả? Salad son hả vậy? What?